Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại rất mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học biết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rắc trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không thấy, không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rắc trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không lấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được quả, trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy cái ra cái xấu từ kho tàng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay soi cho chúng ta nhìn về mình, để mỗi người chúng ta sống trong tư cách nhân bản hơn, đẹp hơn, để mỗi người chúng ta như là mỗi người là con Thiên Chúa, là hình ảnh đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Thực tế trong đời sống mỗi người chúng ta có sự khác biệt. Đó là cái đẹp mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người, không ai giống ai. Mỗi người phác họa lên cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, một Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa toàn mỹ, một Thiên Chúa toàn thiện. Và mỗi chúng ta đều phản ánh lên cái đẹp đó. Và như vậy, mỗi chúng ta không ai giống ai, nhưng mỗi chúng ta đều có cái vẻ đẹp của Thiên Chúa. Đấy là điều kỳ diệu trong sự sống của mỗi người chúng ta. Nhưng mà trong thực tế thì cái sự khác biệt đó chúng ta lại là trở thành cái cớ để chúng ta trở nên đố kỵ nhau. Lý do tại sao mà đố kỵ nhau? Có lẽ như là lời của Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2: hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi. Có lẽ từ cái con người tội lỗi đó, nó đã biến cái sự khác biệt đó trở nên những cái hiềm thù đố kỵ nhau. Và rồi như thế chúng ta bắt đầu buông ra những lời hoặc là cái nhìn xem xét soi nhau, để rồi chỉ nhìn thấy cái gì là cái xấu, mà chúng ta không biết được rằng cái xấu đó, đó là cái khởi đi từ con người ở trần gian này, từ con người của nguyên tổ đến giờ đã mang lại trong, mang trong người mình đầy khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết ấy không phải là xấu, nhưng cái khiếm khuyết đó để rồi mỗi ngày chúng ta đi theo Chúa, chúng ta hoàn thiện nó. Nhưng mà chúng ta hoàn thiện thế nào nếu như chúng ta chỉ làm giàu cho các cái xấu đó? Chính vì vậy mà lời Chúa đầu tiên nói cho chúng ta: trước hết chúng ta phải lấy cái xà trong con mắt của chúng ta ra trước, để rồi chúng ta sáng con mắt chúng ta ra, để chúng ta có thể lấy cái rác ở nơi người anh em chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta thấy cái lỗi lầm của người khác một cách dễ dàng, nhưng mà cái tội của chúng ta, những tội nặng, tội lớn, lớn hơn cả những con người khác, lại chúng ta không bao giờ thấy nó. Thế rồi chúng ta cứ làm giàu cái kho tàng đó, kho tàng của sự xấu đó,
Để rồi như là chú nói, ở trong, trong lòng anh em, cái kho tàng đó nó toát ra bên ngoài từ cái lời nói, từ cái việc làm, từ cái hành động. Cái kho tàng tốt thì nó xuất ra cái tốt, cái kho tàng xấu thì nó xuất ra cái xấu. Bởi vậy mà chúng ta được mời gọi sống theo lời Chúa, để mỗi ngày chúng ta canh tân đổi mới con người chúng ta, để làm giàu cái tâm hồn này, làm giàu theo con đường mà Chúa mời gọi. Để khi cái tâm hồn nó đủ lớn thì chỉ nhìn vào thế giới này là một lời ca tụng, một lời tạ ơn với Thiên Chúa, là chúng ta thấy được cái sự sống, cái vẻ đẹp của thế gian này mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó. Còn những cái khiếm khuyết đó là do con người khởi đầu đã bất tuân, để rồi để lại những cái khiếm khuyết đó. Giờ đây mỗi chúng ta có trách nhiệm bổn phận để hoàn thiện, để đổi mới cái khiếm khuyết đó làm cho đầy. Và Chúa đã chỉ dẫn cho chúng ta để cách làm đầy cái tâm hồn, cái kho tàng đó, để làm sao cho con người chúng ta trở nên tốt đẹp. Khi lòng chúng ta tốt, chúng ta nhìn cuộc sống này nó mới có một cái ý nghĩa và cái vẻ đẹp của nó. Nếu không thôi thì chúng ta chỉ nhìn thấy mặt trái của cuộc sống này, và như vậy ai trước mặt chúng ta đều là những kẻ xấu. Thế rồi chúng ta không còn nhận ra được một Thiên Chúa đang hiện diện ở trần gian này, một Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi từng con người anh chị em chúng ta nữa. Mà hơn hết là gì? Chúng ta cứ đi trên con đường đó, thế rồi cái lòng của chúng ta, kho tàng của chúng ta cứ mỗi ngày chất chứa những sự xấu trong con người chúng ta. Để rồi con người chúng ta không còn sống trong cái vẻ đẹp nhân bản của một con người thực thụ, một con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Vậy lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống cái vẻ đẹp đó, vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Để rồi mỗi người chúng ta đi theo Chúa, mỗi ngày chúng ta xây dựng cái kho tàng tâm hồn chúng ta. Để rồi mỗi ngày chúng ta loại trừ đi những cái gì là cái xấu xa, những cái khiếm khuyết ở nơi con người tự nhiên này, để làm cho tâm hồn chúng ta đủ lớn, đủ rộng, biết sống rộng lượng bao lung. Và chỉ khi ấy chúng ta mới càng nhận ra được ơn của Chúa, và chúng ta chỉ nhìn nhau bằng một lời tạ ơn với Thiên Chúa. Chúa đã tạo dựng nên tất cả mỗi người chúng ta, những anh chị em chúng ta. Chúng ta không thể sống đơn độc trong thế giới này được, mà chúng ta sống cần có nhau. Mỗi người có một cái vẻ đẹp đến với nhau. Để rồi những cái gì là khiếm khuyết, những gì là xấu, nó không phải là cái chúng ta tự tạo nên, nhưng chúng ta cứ khư khư giữ nó thì nó biến chúng ta thành những kho tàng xấu, và là những con người không còn đi theo con đường của Thiên Chúa mời gọi nữa. Như là Chúa nói, cây tốt thì không thể sinh quả xấu được, còn cây xấu thì không thể sinh quả tốt được. Vậy chỉ khi mà chúng ta sống với những điều gì tốt lành thì chúng ta đang xây dựng con người chúng ta thành những cây tốt, mà cây tốt đấy thì chắc chắn sẽ ra trái tốt. Như là ở trong bài đọc 1, áng thơ trong sách Huấn Ca thật là chí lý: sàng rồi châu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thở gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Điều đấy như là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta nói, chúng ta làm điều gì, tất cả đều diễn tả ra bên ngoài. Và khi chúng ta nhìn những cái quả mà chúng ta xuất ra đó, nó tốt, nó xấu, mọi người chúng ta có thể nhận ra. Và như vậy chúng ta không thể lấy cái gì lấp đi được. Mà cho dù những hình thức nào chúng ta lấp đi cái xấu đó thì cũng là một sự Chúa đã kết án, đó là hình thức giả hình giả tạo. Và như vậy chúng ta không, sẽ không gặp được một Thiên Chúa chân lý, một Thiên Chúa của sự thật. Như vậy lời Chúa ngày hôm nay như là một lời cảnh tỉnh và lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn luôn canh tân đổi mới tâm hồn con người chúng ta,
Đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, đời sống của người một người kia tôi hiểu là một hành trình canh tân đổi mới. Chúng ta càng biết sám hối, nhận ra mình thì chúng ta càng có cơ hội thay đổi con người mình để làm giàu con người mình trở nên tốt đẹp. Và chỉ khi ấy chúng ta mới có thể an lòng, chúng ta có thể bình an và chúng ta có thể sống với tương quan mọi người trở nên tốt đẹp. Và cuộc đời mỗi người chúng ta đi theo Chúa là một hành trình được mời gọi như thế, để rồi con người chúng ta được lành hơn, được bình an hơn. Chính lúc chúng ta bình an là lúc chúng ta được sống hạnh phúc với ơn của Chúa, hạnh phúc với mọi người. Và như vậy là một hành trình Chúa luôn luôn chúc phúc cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết mạnh dạn cắt tỉa những cái gì là còn hạn hẹp, còn giới hạn, còn xấu xa trong con người chúng ta, để rồi mỗi ngày chúng ta xây dựng con người chúng ta trở nên tốt đẹp trước mặt Chúa như là lời Chúa dạy, để con người chúng ta được hành toàn mỗi ngày và hơn hết được ơn cứu độ. Amen.